Tác dụng của nấm ký sinh đã được các nhà khoa học phát hiện và đưa ra ứng dụng từ lâu, nhưng đến nay nó vẫn còn khá xa lạ với nhiều bà con, khiến mô hình vẫn chưa nhân rộng được do nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong đó nguyên nhân trước tiên phải kể đến là do nấm xanh có tác dụng chậm so với thuốc hóa học và hiệu quả lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đặc biệt là điều kiện ngoại cảnh như gió, mưa, nước tưới, kỹ thuật canh tác. Như trường hợp rẫy đậu xanh này đã 8 ngày sau khi phun chế phẩm nấm xanh phòng trừ sâu ăn lá, ăn bông, nhưng chỉ tìm thấy một đến hai con sâu bị ký sinh, phần còn lại sâu di chuyển chậm, nhưng chưa thấy nấm trên thân. Bà con nông dân không tìm thấy nấm ký sinh, lo lắng lứa sâu sao sẽ tấn công, nên đành phun thuốc hóa học để bảo vệ cây trồng. Ngoài ra, những đối tượng côn trùng nhỏ, nhiều lứa di chuyển nhanh như bọ nhảy, sâu tơ thì lại càng khó nhận thấy chết do nấm ký sinh. Từ đó bà con có tâm lý bất an và tiếp tục sử dụng thuốc hóa học. Một trở ngày nữa là trên cây lúa sâu rầy và bệnh hại thường xuất hiện song hành nên nhiều bà con có thói quen trộn thuốc trừ sâu và trừ bệnh chung để tiết kiệm số lần phun. Nhưng trong khi đó, nắm ký sinh rất nhạy cảm với thuốc trừ nấm bệnh, hoặc có trường hợp sau khi phun nắm xanh 1 đến 2 ngày bà con thấy lúa bệnh thì tiến hành phun thuốc vô tình tiêu diệt nguồn nắm ký sinh trên ruộng làm giảm tác dụng của chúng trong quản lý sâu hại